Thưa quý vị, thúc đẩy tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm là một trong những giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, việc thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các đơn vị thi công dự án. Phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Dự án khu tái định cư tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang là một trong những dự án thành phần quan trọng của Đà Nẵng, bởi đây là dự án bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa thuộc dự án trọng điểm tuyến đường vành đai phía Tây. Theo tính toán, để thi công phần còn lại trong số 5 hecta của dự án này sẽ phải cần tới hơn 75.000 mét khối đất đắp nền. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, dự án lại gặp rất nhiều khó khăn do nguồn vật liệu đất đắp nền bị thiếu hụt nghiêm trọng. Hiện tại giờ là đa số các công trình ở thành phố này đều thiếu nguồn đất đắp. Đây cũng là vấn đề hiện nay của rất nhiều dự án đang thi công của thành phố Đà Nẵng, không chỉ thiếu nguyên liệu mà giá các loại nguyên vật liệu xây dựng còn liên tục tăng, vượt quá chi phí dự phòng cũng đã ảnh hưởng lớn tới tiến độ công trình. Công tác bù giá và điều chỉnh giá nó chạy theo cái giá tăng đột biến, nó không kịp thời. Dẫn đến là có những lúc là nhà thầu cũng phải vay rồi bằng mọi nguồn lực để mà đưa nguồn vào công trình. Cát thì chúng tôi là mua bây giờ là 260.000 một khối, 240 đến 260.000 một khối, mà trong bò thầu chúng tôi có khoảng 180.000, 165.000, thế là cũng lỗ rất nhiều. Theo Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng, tổng khối lượng đất đồi đang khai thác chỉ còn khoảng 973.000 mét khối, trong khi đó thì nhu cầu đất săn lấp trong năm nay và sang năm đã hơn 1,64 triệu mét khối, tức là còn thiếu hơn 660.000 mét khối. Đây chỉ mới là nhu cầu của vật liệu đất đắp, trong khi còn rất nhiều loại vật liệu khác cần cho xây dựng cũng đang bị thiếu hụt. Trước cái tình hình đó thì chúng tôi cũng có nhiều cái giải pháp. Trước mắt đó là hai cái mỏ đất vừa rồi trúng đấu giá thì cũng triển khai các thủ tục, vừa rồi cũng đã cấp phép thăm dò rồi. Hai cái mỏ này mà đưa vào khai thác thì nó cái khối lượng của nó cũng lên tới gần sắp xỉ 2 triệu khối, thì khối lượng nó cũng rất là lớn. Về giải pháp trước mắt thì sau khi kiểm tra, thành phố Đà Nẵng đã thống nhất cho phép một số mỏ được gia hạn giấy phép, nâng công suất khai thác. Và về lâu dài, thành phố đã phê duyệt quy hoạch 22 khu vực thăm dò khai thác khoáng sản đến năm 2025, tầm nhìn đến 2045, với tổng trữ lượng dự báo có thể đạt 155 triệu mét khối.